Ủa, cảnh ở đây quá là chill, quá trời thích luôn. Đang ngồi uống cà phê rồi coi camera quản lý toàn bộ khu ở trong nhà đây. Tự nhiên hai cái hình này nó dính chùm với nhau, chắc nuôi hai con chó giống nhau, những hai hình nó trùng lập luôn. Tiên là coi cái nhà sau trước. Nhà sau nó thập quả cũng rớt xuống đất, phân mèo đã hút xong rồi. Ba con báo đang ở trong ngủ. Giờ này là giờ mèo ra sân chơi, ba con báo không có được ra, nó phá mèo. Còn nhà dưỡng lão lụm đang ị, trời có thế nè trời. Má ơi, nó nằm được cái cục mỡ nó ra nè, nó kiếm đường ra không đó. Mấy ngày nay mà con nó bú nó hơi đau là kiếm đường chạy không đó. Ủa mấy đứa con đâu rồi? Trời, cái camera nó xéo bên này quá, nằm sát ở trong góc này đó. Trời, chỉnh lại đó, bà con nhìn rõ chưa, góc này nè đó, con đứa đó thế nằm thấy chết quá trời. Trời ơi trời, nó đưa cái mỏ nó ngủ mà nó chu cái mỏ nó quá trời. Ở đây là quán cà phê, không có nói chuyện lớn được. Tây cái sân, cái sân bị bẻ camera luôn này. Nó bẻ vậy là hên lắm, thử nó chuối, nó nhủi cái camera xuống đất luôn. Dương áo, Dương áo chúng ta đang làm gì? Ngắm cảnh, nhìn xung quanh kiếm coi có gì lạ không. Đang ảo tưởng về cái vũ trụ của nó. Đây là cái chân của đứa nào? Khe mũi bự, nhìn có rõ không? Tôi cứ chỉnh lấy nét liên tục vậy đó. Tiếp theo coi nhà cũ nha, không một đứa nào hết. Giờ này trời mát mẻ nè, mát lắm. Coi đi, nhìn ở ngoài chỗ đây thấy không, cái này cất cái quán này ghê luôn. Mà đăng lên mạng là không có dám để tên, tại vì mình đi thường á, mà mình để tên lên cái người ta chai ra, người ta biết mình đi ở đây, mình sẽ không có tự nhiên. Trời ơi, ở trong nhà cũ là không một con nào ở đây, không biết ở dưới sàn có không. Họ không có đóng cửa nha, mà mở cửa đàng hoàng nha. Muốn biết mở cửa nhà cũ hay không, nhìn ở đây đó, cửa mở nha. Còn cái chỗ để nút bạc không dám để luôn, tại vì nắng chiếu vô từ từ nút bạc nó sẽ bị hư. Để ở trong cho nó an toàn, mà để trong dẫn chốc thôi. Nhắc tới nút bạc mới nhớ nè, nút vàng đó về đây, về hồi hôm qua ở nhà chị Đại rồi tối mới đem vô trong này để nay mai sẽ khui, tại vì khui ra sẽ làm nhiều thứ lắm, chứ khui giỏi nha. Để đây chân trước đi, người ta chân nút vàng quen rồi, bây giờ tôi chân nút đen, để nguyên cái hộp của nó luôn. Lụm đang cho con bú nha. Đó, đi chơi mà muốn yên tâm là phải làm camera rồi quan sát, có cái gì gọi liền. Dù mà mèo có cắn lộn hay là có gì xảy ra đó. Ba con báo nó bự quá trời bự rồi. Bây giờ cái nhà tù giống như là cái giường ngủ cho tụi nó, nằm chút xíu là đập cửa đòi ra. Ở đây vết tích hồi nhỏ nó cạp, lớn quá hết dễ thương. Bây giờ tranh thủ quay mấy mèo con còn nhỏ dễ thương, lưu lại mấy cái khoảnh khắc đẹp đẹp, lớn lên chắc hỏng xiên quay. Nó như thế à, hết xiên. Trời ơi trời, nằm kìa má ơi, cái mỏ quá trời rảnh. Mỏ này cỡ cỡ tầng lớp của Sesco khè. Lúc này khè chưa có hàng đâu, cái đuôi của khè nhổng lên mới hàng. Nó lùng mã tử nè, nhìn không có đã nha, cứ mờ 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 sao. Ở đây vui, cái thống cái gì trên kia không hoài trời. Thiệt giờ này trời mát thiệt, nhìn nè, cái không gian lý tưởng này mà edit video. Từ khi tôi edit video ngắn là tôi sẽ đi quán cà phê này cà phê kia, mấy chỗ mát mát vắng vắng vậy, mình sẽ có năng lượng làm video hơn. Cái chỗ ồn ào không có được, một là chỗ vắng, hai là chỗ có nhạc chiêu chiêu mới làm được. Còn ở nhà đang làm nữa chừng tụi nó lại có drama là lại quay phim tiếp. Ở nhà thấy tôi là nhảy cà tưng. Cà phê sữa nha, biết có ai giống tôi mà uống cà phê sữa là phải cho nó tan chút xíu mới uống được, coi như uống cà phê giảo á chứ không uống đậm được. Thích lật lợp cà
phê cũng vậy, cà phê sữa cũng vậy. Sao bữa nay nói chuyện lịch sử quá vậy? Tại cái bên có người á, không có ấu về được. Có nói chuyện lớn. Với tôi ra đường tôi rất là hiền lành lịch sử, chứ không như ở nhà đâu. Thế ngồi uống cà phê thoải mái vậy đó mà mình vẫn làm việc nha. Một hồi vô video là nặng cái đầu liền, có giỡn đâu. Như ai cũng có công chuyện hết mà không có dám ở nhà. Ở nhà mà đang edit video ngắn ha, con khế con nhỏ nó giỡn đập găm găm, không tập trung được. Mặc dù mình có thể đi vô phòng hay đi vô cái khu vực khác ở nhà mình làm video, nhưng mà mình đi chỗ này chỗ kia là lại có drama nữa. Ở nhà mình không có yên. Không biết sao ở nhà là mình cứ thích làm này làm kia hay coi này coi kia hoài. Mà ra quán cà phê lại tập trung rất là tốt. Từ đó là cứ hễ mà tới người ta lại làm hay là có cái gì ấy là đi ra quán. Một là phải có nhạc chiều và nghe người ta hát nhạc sống, nhạc nhẹ đó, mình lại có năng lượng làm video hơn. Còn không những chỗ yên tĩnh như thế này, mà khi thấy mình đi chơi thì bạn bè nói sao đi cà phê mà không rủ gì hết. Cái thời gian ít ỏi tôi xả stress là tôi làm clip giống vậy nè. Rồi họ tập trung vô làm video rồi đâu có nói chuyện với ai được. Rồi lấy rủ người ta ra là ngồi im ghe nín thinh. Khi nào mà tôi làm xong hết trơn, tôi rảnh thời gian á, cái tôi điện hỏi có ai rảnh không, hay tôi đăng lên mạng có ai rảnh ra cà phê không. Là mấy bạn bè của tôi đó, ai rảnh thì ra. Mà đăng bất tử gì cũng ít người rảnh lắm. Thường đi cà phê là không có rủ ai hết trơn. Đi công chuyện chứ không phải đi chơi. Mà nhìn giống như là đi chơi đúng không? Khế vẫn nằm ngủ sọt cái chân ra. Mỗi khi đi đâu ở trong khế vô dân lực. Để nói gì khè không có gây sự nhau. Mà toàn nó kiếm chuyện với khè không. Mà ngoài sân người ta vô tới ngoài sau nguyên đám lùa ra sân hết. Cái người lùa mèo ra sân là Phương nha. Tại Phương nó quen với mấy mèo. Thì Phương nó ở nhà, mình thì mình đi công chuyện. Vừa đi chầm cà phê vừa làm video. Mà thấy cái video này mới nhớ. Quay gọi mà không có đăng. Trời ơi, ở Gạch Giá có mở một cái quán của cà phê Trung Nguyên á. Ông gì đó, ông Vũ Vũ vậy đó. Mới mở tại Gạch Giá luôn. Mà cái lúc tôi đi chắc cỡ tuần trước rồi. Bây giờ mới nhìn thấy video này. Quá trời rộng. Ở đối diện với quán cà phê Ba Lê. Cái quán là đầu tiên mà dắt con bữa dân dã đi chơi đó. Rồi cái màu trắng tinh. Nhìn sang lịch sử nha. Rất là sang trọng luôn. Như cà phê Ba Lê nhìn kiểu như nó lộng lẫy. Còn cái quán đối diện là quán cà phê này nè. Kiểu như nó sang trọng. Rộng rãi. Nhìn giống như là phong cách của châu Âu vậy đó. Tông màu trắng đen. Quá trời nhiều chỗ chiêu không biết ngồi ở đâu luôn. Nó nhìn ra đối diện là cà phê Ba Lê nha. Ba Lê mà chỗ bông hoa tùm lum hết trơn đó. Còn bên này là quán cà phê Trung Nguyên. Ông gì đó, ông Nguyên Vũ gì đó. Dữ dằn chưa. Màu sắc nhìn đẹp mà bước vô trong thiết kế nhìn rất là gọn gàng con mắt. Nhưng mà cái chỗ này lịch sử quá, không biết có cho đem chó mèo theo không. Mà mấy cái ghế salon giống vậy nè, mình ngồi không có tự nhiên. Tại vì mình vô quán chủ yếu mình xả chết, mình hay gác chân lên ghế đó. Mà toàn người lịch sử không, mình gác chân mình cũng không có tự nhiên. Rồi nhìn xuống như có ai đang nhìn mình nhé. Ủa, mấy cái góc ở ban công là nhìn đẹp mà không có phù hợp với tôi. Tại tôi không có chủ yếu nói chuyện, tôi chủ yếu tôi vô tôi làm công chuyện không à. Tôi kiếm chỗ nào kín. Mặc dù đi với bạn, có bạn mà cũng hiểu ý nhau. Vô là ngồi làm công chuyện mạnh ai nấy mần. Chứ không có nói chuyện cho nên kiếm những chỗ nào không có ồn ào. Mà nhạc chiêu, công nhận nhạc ở đây em thiệt. Nhỏ nhỏ chứ không có lớn sùm. Trời ơi, nhìn cái menu. Mỗi cái menu là một câu nói. Người này menu giá cả không có rẻ, 50 mấy, 60 mấy, 40 mấy có, 48. Có cái bánh chuối này ngon, bánh chuối 26 ngàn kêu một cái bánh chuối nha. Còn cà phê là có nhiều loại lắm, loại 1, loại 2, loại 3, tùm lum hết trơn. Loại đậm, loại nhẹ, không biết thưởng thức. Miễn có cà phê là uống thôi. Bánh rẻ là 20 mấy, còn mắc là 40 mấy. Cà phê kêu đại luôn, tại nghe nói cà phê đây nổi tiếng. Rồi có bán đồ ăn, nước uống, cơm trưa luôn, dữ dằn chưa. Mà toàn là 50 mấy, 60 mấy. Nói chung là giá cũng không có rẻ. Em giới thiệu sơ qua được. Dạ. Đâu, cà phê sữa nào đó. Cái loại số 1, số 2. Nhẹ. 1, 2 là nhẹ. Nhiều cà phê nữa hả? Dạ, loại số 1 nó sẽ nhiều cà phê. Loại số 1 nó sẽ nhiều cà phê hơn. Không có bị trắng nhiều với loại số 1. Nhưng mà thường người ta uống thì sẽ uống số 4 và số 2 nhiều hơn. Nhà tôi giống xong tới đây quay không biết chọn cái loại nào. Thế là chọn đại ly cà phê trứng. Vừa trứng vừa sữa luôn. Nhân viên bận đồ nhìn đã nha, áo cách tân đồ. Đây cái bánh chuối 20 mấy ngàn, nhìn thơm nha. Nè cái ly cà phê trứng nè, hình như ở đây ít quán bán cà phê trứng lắm, ở đâu có mình đều kêu dùng thử hết. 50 mấy 60 mấy ngàn ly gì tôi quên mất tiêu giá rồi. Bên này có tặng một cục kẹo kéo hay kẹo dẻo, đá cà phê ngọt còn tặng thêm đồ ngọt, có chi tặng đồ nó chua chua cũng đỡ. Còn đây cái bánh chuối nè, ê mà ngon nha, hai bên nó giòn khấu mà bên trong là chuối thiệt nha, cho 8 điểm. Có hai lớp gừng nữa nè, ngon nhưng mà nó mau hết giòn lắm. Ăn chút xíu là nó đợi lâu quá nó sẽ hết giòn, phải ăn liền mới ngon.
nhai cho đã rồi nhìn lại, ủa người ta có cho cây muỗng với cây nĩa mà bóc tay hơi cậy, ăn bóc tay nó ngon hơn. Cũng bắt nha, ăn gừng vô ngon nha. Cà phê trứng thì béo béo, cũng thơm thơm, thì có mùi cà phê mùi trứng gì thôi. Nói chung review đồ ăn là tôi cũng không biết đâu. Thì có món nào tanh không tanh hay là mặn lạt thì tôi nói thôi, chứ ngon hay dở tùy theo khẩu vị của mọi người. Mà theo tôi review thấy nó cũng bình thường như những cái quán khác, mà đối với bạn tôi nói ở đây rất là thơm ngon, uống vô thức tỉnh liền. Và đây là mặt của bạn tôi khi uống cà phê. Thấy mùi vị cà phê ở đây sao? Tương đối ngon. Lạ sao với cà phê. Tùy vậy. Là uống ngon quá ha. Đúng là quán cà phê thức tỉnh. Ai cũng phải thức tỉnh. Tỉnh táo vui vẻ. Đang quá gì vậy?